ở phía ngoài xa người ta sẽ xây một cái khu vực để có thể các nó không đi ra được, cứ đánh vào thì người ta sẽ dạt vào có chặn lại được. Ngày xưa thì biển Thái Lan rất là xấu, tất cả mọi thứ Thái Lan đều nhân tạo. Chiều ngày hôm nay rồi chúng ta sẽ đi tham quan tổng cộng 4 điểm cả nhà ha, trong đó bao gồm luôn là xem show chuyển giới. Show chuyển giới là tất cả những người trên đó đều là chuyển giới, người nam là từ nữ chuyển qua nam, người nữ là từ nam chuyển qua nữ, tất cả những người biểu diễn trên sân khấu đó đều là người chuyển giới hết. Và cái show này được gọi là giống như là đấu trường La Mã, Colosseum show. Chúng ta vào đó xem được quay phim chụp hình thoải mái, rất là hay. Và có một chương trình nữa là sau cái show thì chúng ta sẽ đi massage Thái cổ truyền nha, massage Thái cổ truyền. Rồi sau đó chương trình free time là ai muốn đi body massage thì đi. Câu tâm có một gì đó để ngày mai về rồi. Hôm nay là ngày tối nay chúng ta muốn uống bia thì chúng ta phải ra quán bar này kia các chị ạ. Ở xếp mình đi đây mình không có bán bia. Hôm nay là ngày Phật nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ngày 15 tháng 2 2566 Phật lịch, tương ứng với năm 2023. Ở Thái xài Phật lịch chứ không có xài lịch dương. Thì hôm nay đoàn chúng ta sẽ đi một cái điểm tâm linh cũng liên quan đến Đức Phật Thích Ca, rất là ý nghĩa vì ngày hôm nay là ngày Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Sau khi viên tịch hỏa thiêu đi thì ngài đã để lại 84.000 viên xá lợi, và hôm nay chúng ta đến một cái điểm tâm linh ngoài trời sẽ có một trong những 84.000 viên xá lợi đó mà ông Thái tử là vua Rama 10 bây giờ đó, và thỉnh về từ đất nước Nepal của Ấn Độ. Và điểm đầu tiên chúng ta đi là điểm ở trong nhà trước nha. Bây giờ hơi nắng rồi chúng ta đi điểm ngoài trời không ok lắm. Điểm trong nhà đây là trung tâm vàng bạc đá quý của hoàng gia. Cái điểm tham quan này là chúng ta vào tham quan chỉ biết đi. Vì hoàng gia chỉ muốn giới thiệu cho du khách trên toàn thế giới thấy được rằng sự thịnh vượng của hoàng gia nó liên quan tới chính trị các nhà. Người ta đến người ta thấy sự thịnh vượng của hoàng gia thì tất nhiên rằng lực lượng của hoàng gia, quân đội của hoàng gia rất là mạnh. Thì chúng ta đến đây đi một vòng tham quan cùng với Leo. Sau đó là chúng ta vào trong này thì đá quý thì nó nhiều lắm các chị. Các anh chị nào mà chúng ta muốn đeo đá phong thủy thì chúng ta phải xem cái tháng sinh của mình là tháng mấy, còn đeo cho nó đúng. Còn đeo không đúng thì nghỉ đeo các chị nha, vì đeo không đúng nó sẽ phá tài. Ví dụ như là sinh tháng 1 thì chúng ta đeo đá màu gì, hay là chúng ta mua cái xe, hay là chúng ta mặc cái áo ngày hôm đó đi làm việc, đi ký hợp đồng mà có hợp phong thủy hay không để đạt được kết quả tốt đẹp. Ở trên xe mình có ai sinh tháng 4 không? Có ai sinh tháng 4 không? Tháng 4 là chỉ đeo được kim cương thôi, không cần phải xem ha. Nhà mình có con trai coi dặn trước quen cô con gái nào mà quen tháng 4 nghỉ quen thì chỉ đeo được kim cương thôi. Ngày đám cưới không có mua vàng được, chỉ mua kim cương thôi. Và trong đó người ta có hướng dẫn cho chúng ta từ tháng 1 cho đến tháng 10 thì tuy nhiên thì tôi với các chị là chúng ta không nên mua đá quý đính trên vàng làm gì, đeo vàng rất là nguy hiểm. Đối với người phương Tây người ta không có đeo vàng nhiều. Leo thấy Việt Nam đeo nhiều cái vòng xi men rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Người ta chỉ có đeo trên bạc thái thôi các chị. Bạc thái thứ nhất là tránh gió, rất là tốt. Bạc thái 92% càng đeo là càng sẽ bóng hơn, càng đẹp hơn. Nên chúng ta muốn quan tâm thì chúng ta chỉ mua đá quý đính trên bạc thái thôi, 2-3 ngàn bạc thôi các chị, và được bảo hành trọn đời ha. Có nghĩa là chúng ta mua cái đó 2 ngàn, sau này 5 năm sau chúng ta quay trở lại Thái chúng ta thích cái đó nữa thì ta đổi cái 2.200 bạc, chúng ta chỉ cần đưa cho họ 200 bạc thôi, 5-10 năm sau vẫn vậy các chị ha, là bảo hành trọn đời. Cái này thì Leo chỉ giới thiệu thôi, còn các anh chị chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể mua. Còn cái mà Leo muốn các anh chị mua hôm nay là cái kem oxen, kem oxen, kem Chanel Gold. Kem này là do bà hoàng hậu Sutiya bà ta sản xuất ra. Chúng ta thấy bà rất là đẹp mà cho bà sử dụng cái kem này.
cái này trong này có ốc sên, nhưng phải ốc sên ở Việt Nam nha. Ốc sên Việt Nam chúng ta có nhiều đúng không? À, ốc sên này được nhập từ địa Trung Hải các vị, à, cộng với nhân sâm Hàn Quốc, cộng với bụi vàng. Ngày xưa người ta hay lấy vàng đắp lên mặt cho nó sáng bóng mà, nhưng bây giờ vàng không có nhiều nên ta lấy cái bụi vàng thôi trộn vào trong đó. Ngoài ra nữa là có hoa tulip, hoa oải hương, à, cũng như là cây rau má là quan trọng nhất trong cái kèm này nha. Rau má có tác dụng gì ạ? À, nó làm mát và cũng như là làm viền liền sẹo đấy các anh chị. À, chúng ta có những vết sứt gì trên mặt hay gì đó chúng ta sử dụng cái kem này rất là hiệu quả. À, có rất là nhiều người hỏi nếu mà sử dụng kem này rồi mới muốn mua sao mua nữa, quay trở lại Thái Lan mua tiếp ạ, hoặc là gửi cho tổng. Đó là cái điểm đặc biệt của người Thái ha, còn xuất khẩu những ngày ra nước ngoài để du khách có thể quay trở lại Thái các anh chị. Rồi chỉ mấy như đó thôi các anh chị ha. Ngoài ra nữa là chúng ta muốn mua bạc Thái dành cho các cháu nhỏ, ví dụ cái lắc đeo tay, lắc đeo chân gì đó để tránh gió, tránh mái gì đó. À, Leo có nghe người Việt Nam nói là tránh gió, tránh mái. Leo vẫn chưa hiểu câu đó nha. Tránh gió, tránh mái là sao các chị? Tránh gió hiểu, tránh mái không hiểu. Vậy sao không tránh trống? Tránh gió, tránh máy chứ không phải tránh mái đúng không? Dạ. Thì giống như là có nhiều cháu hỏi là tại sao có ông bục mà không thấy cái bà bục à? Dạ. Mà nhưng mà cô tiên là có ông tiên đúng không? Dạ. Có nhiều cái nó là lạ như vậy cái gì? Không có bà bục bao giờ. Dạ. Thì hôm nay chúng ta vào đó cái gì á? Vào đây tham quan một vòng thôi. Dạ. Ai muốn mua sản phẩm đá quý đến trên bạc hay gì đó thì chúng ta phải có passport nè, có hộ chiếu mới mua được anh chị ạ. Dạ, mà có hộ chiếu làm để bảo hành trọn đời này kia mới mua được nha. Ngoài ra nữa thì khi chúng ta đi một vòng như vậy á, chúng ta thấy rất là nhiều loại dầu giỏ ở trong này nên á, vì ở khúc ngoài á, hoàng gia sẽ cho một cái người người ta thuê đó. Nên là dầu giỏ trong này là chúng ta không cần phải mua, vì ngày mai chúng ta trở về BC là sẽ có đầy đủ những loại dầu gió cho chúng ta để chúng ta mua, mua về làm quà. Ở là Seven Eleven có một loại thuốc ho rất là hay, các chị nào có ho khan, ho lâu năm không? Có 23 bạc một chai thôi, dầu ho thảo dược á. Để Leo ra đó tôi có cái tấm hình là Leo chụp gửi cho chúng ta mua. Ho khan lâu năm rồi không khỏi á, và chúng ta mua cái chai này uống 2 ngày thôi. Uống từ đây đến ngày thứ năm chúng ta sẽ trở về, chúng ta thấy nó hiệu quả liền. Rất là tốt nha các anh chị. Là từ thảo dược, thuốc ho. Loại thuốc ho đó 23 bạc một chai rồi, 23 bạc là tính ra có mười mấy ngàn á. Rất là tốt cho sức khỏe các anh chị. Về những cái thành tựu y học của Thái chúng ta nghiên cứu một chút ta, vì chúng ta thấy có nhiều loại thuốc rất là hay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ hành trình vào trung tâm vàng bạc đá quý của hoàng gia, đi một vòng, cửa đi vào là khác, cửa đi ra là khác các chị nhé. Vào đây Leo sẽ chia sẻ một chút về hoàng gia Thái, sau đó là chúng ta sẽ hành trình đi tham quan một vòng. Vào trong này thì người ta sẽ có để nhiều cái vật phẩm phong thủy về con hổ, về con rồng rất là đẹp. Tuy nhiên con rồng nó liên quan đến cái phong thủy của đất nước Thái nha. Ngày mà chúng ta hành trình để chúng ta đi ăn trên tòa nhà 86 tầng á, và chúng ta đang đi trên cái mình của con rồng. Ngày mà chúng ta dạo thuyền trên dòng sông Chao Phraya là chúng ta đang đi trên cái đuôi của con rồng. Và ngày chúng ta đi cái đền Phật bốn mặt, đền Erawan ngay trung tâm thủ đô Bangkok, ngày chúng ta đi BC đó, Central World Platinum Bathurnam, thì nơi đó là cái đầu của con rồng. Thì trong này người ta có trưng bày một cái ba con rồng từ khi cái trung tâm này được mở ra, và có một con rồng mà ở Việt Nam chúng ta có thỉnh đặt. Việt Nam chúng ta là ít xe hơi hơn Thái Lan đúng không? Nhưng mà siêu xe nào ra Việt Nam cũng có đúng không? Việt Nam đọc bé. Dạ, đúng rồi Phúc. Dạ, Việt Nam là chịu chơi lắm. Thì ở đây có ba con rồng. Bên Trung Quốc thỉnh một con, Việt Nam thỉnh một con. Con rồng khoảng 12 tỷ cái gì á. Trên đó đính rất là nhiều kim cương. Người mà thỉnh con rồng là người rất nổi tiếng vừa rồi trên Facebook á, nói nhiều nhiều á. Ở Bình Dương của anh chị đó, ở Bình Dương của anh Quân á,
Phương Thịnh đó. Cô đó tên gì? Nguyễn Phương Hằng đúng không? Dạ. Nói nhiều nhiều trên Facebook á. Trước đây anh Dũng cùng với chị Phương Hằng đã qua đất nước Thái cách đây cũng rất lâu rồi các vị. Đã thành một cộng đồng ở tại để mang về khu du lịch Đại Nam để mà ở trong này. Đó. Chúng ta trở về, chúng ta đi xem cái con rồng trong này, chúng ta qua trở về đi Đại Nam thử nhìn thấy con rồng đó liền. Đó là một trong những cái con rồng đó là đặc biệt, vì một tí nữa chúng ta vào chúng ta thấy là con rồng này á, cái lỗ tai á là lỗ tai của con bò, mắt là mắt của con thỏ, những cái móng vuốt của nó là móng vuốt là của con đại bàng. Ý nghĩa là làm sao các chị? Lỗ tai của con bò này, để làm gì ạ? Tất cả những gì mà những người kinh doanh người ta muốn á, ví dụ như đối thủ hay đối tác làm gì nói gì, chúng ta vẫn bỏ ngoài tai, chú tâm một công việc của mình thôi. Đó là lỗ tai của con bò. Mắt của con thỏ là để có thể nhìn xuyên được màn đêm, và để nhìn được cái sự việc nó được rõ hơn và ta giải quyết công việc được tốt đẹp hơn. Móng vuốt của con đại bàng khi đã nắm bắt được cái cơ hội nào đó thì sẽ không bỏ qua được. Nó rất là nhiều ý nghĩa trong cái con rồng đó, nên người ta mới thỉnh con rồng. Chứ không phải khi không người ta thỉnh con rồng anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì còn rất là nhiều linh vật trong cái con rồng này, thì xíu này chúng ta vào chúng ta sẽ nhìn thấy. Rồi trong này người ta có để một cái con hổ, một cái con hổ rất là đặc biệt vì tượng trưng cho cái miền Trung khai lan. Con hổ này cũng giá trị rất cao, giá trị rất cao. Và sau đó chúng ta đi một vòng vào bên trong để tham quan tất cả những cái đá quý. Và đá quý này, trong này có một cái viên đá quý lớn, ruby các chị ạ, của bà Nông Đúc tặng cho hoàng gia. Và Nông Đúc ngày hôm qua chúng ta tham quan trong khu vườn nhà bà có rất nhiều đá quý, thì trong đó một trong những cái viên đá quý to nhất bà đã tặng cho hoàng gia. Bà đã tặng cho hoàng gia và để trong khu vực này luôn các chị. Vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của những người trong hoàng gia. Và Leo sẽ chia sẻ tất cả những cái này để chúng ta hiểu rõ hơn một hoàng gia một chút nha. Rồi sau đó chúng ta đi một vòng để tham quan. Các anh chị nào muốn mua thì mua kem xe qua thôi nha. Mua rồi mua đá quý đính trên bạc loại Thái thôi nha. Đừng có mua đá quý đính trên vàng, là vàng ở Thái không có đủ tuổi Chúng ta thấy ngoài tiệm vàng bán không có đủ tuổi các anh chị nha. Vàng chỉ có 22 thôi, 18, 11, 14 thôi nha. Nên không có vàng như bên mình đâu. Vàng ở đây không có đủ tuổi. Ngoài ra nữa thì các anh chị chúng ta đến đây á, chúng ta đi một vòng như vậy á, tham quan á, thì chú ý là bên trong á, không được chụp hình quay phim các chị nha. Chỉ có một khúc bên ngoài là được quay phim chụp hình thoải mái, vào khu vực bên trong không được quay phim chụp hình. Sau cái điểm này thì chúng ta sẽ hành trình ra vùng ngoại ô của Pattaya để chúng ta đến với núi Phật Vàng. Đây là điểm tâm linh ngoài trời, nên là chúng ta mặc đồ như thế nào cũng tham quan được. Và chúng ta ai cũng có thể tham quan được, du khách trên toàn thế giới thì tham quan được. Không nhất thiết mình là người đạo Phật hay là đạo Công giáo hay là đạo Thiên Chúa giáo hay là đạo Tin Lành gì các chị nha. Ai cũng có thể đến để tham quan, đây là một cái điểm tham quan, điểm tâm linh ngoài trời thôi. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị tới nha các chị. Và các chị chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong để chúng ta tham quan về trung tâm vạn vật đá quý của hoàng gia. Thì hoàng gia giới thiệu về cái sự thịnh vượng của hoàng gia để cho du khách trên toàn thế giới thấy được sự thịnh vượng của hoàng gia Thái, vì đây là một trong những hoàng gia giàu nhất trong các hoàng gia trên thế giới nha. Tổng tài sản hiện tại là khoảng 40 tỷ USD. Xe đẹp quá, bị gì vậy? Ở đây cả nhà thấy có nhiều cái biển số xe, có 2 số, 3 số, 1 số nha. Và những biển xe, số xe đấu thầu không đó các anh chị? Ở đây không cho phép mua số xe đâu. Chỉ có số nào đẹp thì mới biết là đấu thầu. Số tiền đấu thầu đó nó sẽ được công khai là liên xe dùng chùa, đi cho những trẻ em ở trong trường học và trong chùa này. Nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều là chúng ta đi mua số. Có nhiều số xe chỉ có một số thôi. Và biển số xe thì chúng ta thấy có màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, nhiều màu lắm ha. Bên Việt Nam bây giờ cũng có đổi thành màu vàng rồi đó.
màu vàng là xe kinh doanh các anh chị, màu trắng là xe của tư nhân, màu đỏ là xe gì? Ở Việt Nam là màu đỏ của quân đội, ở Thái Lan màu đỏ là mua xe đang mua trả góp đó. Đang trả góp đây, thấy cái xe màu đỏ đậu trước nhà của mình tới mừng tỷ khởi khỏi nè, người ta bày ra hết mọi thứ mà các chị, cho chúng ta thấy không có dấu gì hết. Vì khi nào mà trả góp xong rồi lên màu trắng ha. Ở Việt Nam trả góp của biển vận biển màu trắng à? Vậy sao biết người nào đang ở ngân hàng? Làm vậy nó không dám ngắn quan khoảng màu đỏ lên. Thì ký hợp đồng của ngày ngại anh. Ở đây là rõ ràng cái gì ha? Vì người Thái không bao giờ mua đồ mà để một cục tiền mua đồ hết á. Vì nên chúng ta thích mua, ví dụ ra mua cái điện thoại để cái tiền cái cầm cái ha. Lấy điện thoại cho anh nào. Ở Thái không có, người ta thích mua trả góp hơn. Có một cái người phụ nữ 60 tuổi người Việt Nam nói với người phụ nữ 60 tuổi của người Thái, ngày hôm nay tôi rất vui mừng là tôi đã mua được một căn nhà rất là đẹp. Thì người phụ nữ người Thái nói rằng ngày hôm nay tôi cũng rất vui mừng là tôi đã trả xong căn nhà rất là đẹp. Người phụ nữ Thái Lan đã ở trong căn nhà đó rất lâu đời rồi các chị. Còn người phụ nữ Việt Nam tới 60 tuổi mới mua được cái căn nhà đẹp. Vì vậy là chúng ta có nhiều tiền chúng ta sử dụng đi về Việt Nam mua đồ trả góp sau. Rồi xin mời các chị.